Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Một nhiếp ảnh gia tiết lộ hoàn cảnh khó khăn của Thiên An trong thời gian mang thai. Từ qua đến nay, mạng xã hội không ngừng lan truyền vụ việc Thiên An xác nhận có con với Jack. Nhưng hiện tại, Jack chỉ nhờ mẹ ruột gửi tiền chu cấp chứ không hỏi thăm hay gặp gỡ con đẻ. Ngoài ra, cũng chính Thiên An đã tiết lộ thêm chuyện Jack ngoại tình với 2 đến 3 cô gái trong thời gian mang thai, khiến cô vừa mới sinh được 20 ngày đã đau đớn chia tay mối tình 2 năm. Tuy không nhắc đến sự vất vả khi phải sinh con một mình, thế nhưng đặt vào hoàn cảnh của Thiên An, đa phần các bà mẹ bỉm sữa đều thấu hiểu khoảng thời gian khủng hoảng mà cô đã phải trải qua. Không được người yêu quan tâm, không được công khai mối quan hệ, ngay cả con gái cũng bị cha ruột quay lưng. Đặc biệt theo chia sẻ mới nhất của nhiếp ảnh gia Trần Vũ Bằng, một người bạn của Thiên An, nữ chính trong MV Sóng Gió vẫn phải cực lực lao động và tiết kiệm từng đồng đến tận ngày gần sinh. Thậm chí, động thai cũng phải đi khám bác sĩ một mình, nhưng lúc nào cũng lo lắng ảnh hưởng sự nghiệp của bạn trai cũ là người nổi tiếng. Nguyên văn chia sẻ của nhiếp ảnh gia này như sau. Một ngày đẹp trời, em gọi cho mình và nói: "Anh ơi, chắc em qua anh làm việc quá." Mình ngạc nhiên: "Em mà cần việc làm à?" Thì không vậy. Làm được nửa tháng, em tâm sự với mình: "Anh ơi, thực ra là em đang có thai." Mình lại ngạc nhiên: "Đừng nói có thai với Jack bồ em nha." Dạ, rất bất ngờ. Từ đó mình chưa từng thấy bà bầu nào như em, hy sinh và chịu đựng, không như những mẹ bầu khác. Em làm cái gì cũng một mình và bí mật. Lúc đầu, thai còn nhỏ thì chạy xe máy từ quận 2 sang quận 7 làm. Lúc sau, thai lớn rồi thì không hiểu sao chạy xa hơn nữa, chạy từ Bình Dương đến quận 7, đi khám thai cũng một mình, động thai cũng đến các bác sĩ một mình. Trong studio có quay gì cũng nói với mọi người: "Anh chị ơi, đừng quay có mặt em nha, mất công có chuyện gì thì không hay." Mỗi lần có người nổi tiếng, người quen qua chụp, em đều phải trốn vì sợ gặp mặt. Mình nói với em là nên nói chuyện lại gia đình vì dù gì phải có trách nhiệm. Nhưng em cứ nói: "Không sao đâu anh, em chịu được. Em hiểu mà, anh ấy còn sự nghiệp, em không để ảnh hưởng được." Đến lúc thai to, mình kêu em nghỉ đi, nhưng em không và vẫn chạy xe máy mấy chục cây số đi làm. Em nói như vậy là tập thể dục, nhưng mình thấy nguy hiểm. Mình nói em đi ráp kha đi, mình 50% và chồng em 50%. Em cũng ậm ừ, nhưng mãi sau này mình mới biết em chỉ dùng số tiền 50% của mình đi ráp bay. Tất cả những gì em làm trước đó đều là bảo vệ Jack và bảo vệ cho sự nghiệp của Jack. Còn những việc sau này là vì đứa bé. Lúc nào cũng mong muốn cuộc tình dù tan vỡ nhưng đứa bé vẫn có một ai đó gọi là cha. Vì đứa bé xứng đáng có được một gia đình, nhưng thôi, giờ thì chắc cất poster vào một góc rồi. Mọi người luôn cố gắng bảo vệ cái sự thật do chính mình tưởng tượng lên, nhưng quên mất một sự thật rõ ràng ngay trước mắt thì không ai bảo vệ. Người mẹ đơn thân hy sinh rất nhiều và một đứa bé vô tội. Có người luôn lấy lý do sự nghiệp nhưng quên mất, sự nghiệp lớn nhất của một thằng đàn ông là những đứa con, thế hệ tiếp nối.